3 tiêu chuẩn về thịt bò Mỹ bạn nên biết. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, viết tắt là USDA, căn cứ theo chất lượng về độ mềm, độ ngọt và hương vị, hoặc cấp sản lượng cho lượng thịt nào có thể sử dụng được trên thân thịt, thì thịt bò Mỹ được đánh giá và chia theo 3 cấp độ sau: Prim thượng hạng, Choice cao cấp, Select tốt. Prim thượng hạng, thịt bò Prim được sản xuất từ những con bò thịt non, khỏe mạnh. Nó có nhiều vân mỡ, lượng mỡ xen kẽ với thịt nạc, thường được bán ở các nhà hàng và khách sạn. Các món nướng và bít tết nguyên chất rất thích hợp cho các món ăn ở nhiệt độ khô như nướng, quay. Choice cao cấp, thịt bò Choice có chất lượng cao nhưng ít vân hơn thịt Prim. Các món nướng và bít tết được lựa chọn từ thăn và sườn sẽ rất mềm, ngon ngọt và có hương vị và thích hợp để nấu ở nhiệt độ khô. Nhiều loại thịt ít mềm hơn cũng có thể được nấu bằng nhiệt khô nếu không quá chín. Những vết cắt như vậy sẽ mềm nhất nếu om, rang hoặc ninh với một lượng nhỏ chất lỏng trong chảo đậy kín. Select tốt. Thịt bò Select là loại phổ biến nhất và thường được bán nhiều ở các cửa hàng. Loại này có chất lượng rất đồng đều và thường nạc hơn các loại thịt cao cấp hơn. Nó khá mềm nhưng vì nó có ít vân mỡ hơn nên có thể thiếu một số độ ngon và hương vị so với các loại cao hơn. Các phần khác nên được ướp trước khi nấu hoặc om để có được độ mềm và hương vị tối đa. Các cấp độ khác: Standard và Commercial tiêu chuẩn và thương mại. Ngoài các loại Prim, Choice và Select được phân loại bởi USDA Grade Seals, thì còn có loại thịt bò theo tiêu chuẩn và thương mại. Loại này thường được bán dưới dạng thịt không phân loại hoặc như thịt có thương hiệu của các cửa hàng. So sánh thịt bò Mỹ và thịt bò Úc. Mỹ và Úc là hai quốc gia có chất lượng thịt bò tốt nhất thế giới. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữa hai loại thịt bò này từ chất lượng, hương vị đến cách chế biến món ăn sao cho phù hợp. Nhìn chung bò Mỹ vẫn ở đẳng cấp cao hơn. Để chọn được miếng thịt bò phù hợp cho mô hình kinh doanh hay thưởng thức bữa ăn gia đình, mời các bạn ghé tại Đức Phúc hôm nay để trải nghiệm nhé.